Xin chào tất cả quý vị đã đến với kênh của Shin Un Huy. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Shin muốn chia sẻ đến quý vị một đề tài về nỗi sợ hãi, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình như thế nào. Quý vị hãy thử lắng nghe qua mẫu chuyện sau đây nhé. Có một nhà khoa học muốn kiểm tra lý thuyết của mình. Ông ta cần một tình nguyện viên chết vào phút cuối. Cuối cùng, ông ta tìm thấy đó là một người đàn ông bị kết án tử hình trên ghế điện. Nhà khoa học đề nghị người tử tù tham gia vào một cuộc thí nghiệm khoa học giảm nhịp tim xuống mức thấp nhất khi máu chảy từ từ đến giọt cuối cùng. Nhà khoa học giải thích với người tử tù rằng có một cơ hội sống sót tối thiểu, nhưng cái chết sẽ đến mà không phải chịu đựng đau đớn trên ghế điện. Người tử tù đồng ý vì chết như thế này vẫn tốt hơn là ngồi ghế điện. Thế là người tử tù bị đeo cán và bị trói lại để anh ta không thể cử động. Nhà khoa học sau đó thực hiện một vết cắt nhỏ trên cổ tay và đặt một chiếc dĩa nhôm ở bên dưới cổ tay. Vết cắt đó chỉ là một vết cắt nhỏ ở ngoài da, nhưng người tử tù lại tin rằng tĩnh mạch của mình đã bị cắt. Có một ống dây dẫn nhỏ, có van nhỏ, điều chỉnh giọt nước nhiễu vào dĩa nhôm. Người tử tù nghe thấy tiếng động nhiễu và đếm từng giọt. Anh ta cứ nghĩ là máu của mình, cho đến khi nhà khoa học chỉnh van giảm giọt nước chậm hơn, khiến người tử tù lại càng thêm tin rằng máu của mình đã cạn. Vài phút sau, khuôn mặt người tử tù thất sắc và nhịp tim tăng dần. Khi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, nhà khoa học đóng van ngừng giọt nước và trái tim của người tử tù cũng dừng ngay sau đó. Vậy là người tử tù đã chết. Nhà khoa học này có thể chứng minh rằng tất cả những gì chúng ta cảm nhận được, dù tích cực hay tiêu cực, đều ảnh hưởng đến toàn bộ tâm lý của chúng ta. Khi người ta nói rằng có một loại virus chết người, mọi người sợ hãi về nó. Khi chúng ta thu thập thông tin cả ngày lẫn đêm, chúng ta tràn ngập nỗi sợ hãi và khả năng miễn dịch ngày càng suy yếu bởi nỗi sợ hãi. Hôm nay, mọi người biết rằng nguy cơ tử vong do virus thật sự là có, nhưng tâm trí của bạn sợ hãi nó. Trên thực tế, sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của chính bạn. Không virus nào có sức mạnh gây nguy hiểm nếu sức khỏe của bạn tốt và bạn không sợ hãi. Có lẽ đây cũng là lý do khiến nhiều trẻ em sống sót trong những tình trạng rất nghiêm trọng, bởi vì tâm lý của chúng không biết sợ hãi. Vì vậy, chúng ta hãy cẩn thận với những lối suy nghĩ và cũng đừng nên quá sợ hãi và những gì bạn đặt niềm tin vào sức khỏe của chính mình. Và cũng như đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới, tất cả chúng ta ai cũng biết rằng loại virus này nó khá là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên quá sợ hãi và lo âu đối với nó. Mọi người hãy giữ khoảng cách và thực hiện chỉ định 5K theo chính phủ và cố gắng tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường đề kháng cho cơ thể của chính mình. Thì với điều đó và với tinh thần lạc quan, thì xin tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được đại dịch và chiến thắng được Covid. Cho nên mọi người hãy lạc quan và đừng có lo âu nhiều quá, bởi vì tâm lý nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Shin với một mẫu chuyện ngày hôm nay. Đó là thông điệp mà Shin muốn gửi đến cả nhà của mình giữa đại dịch COVID-19. Và mong rằng tất cả chúng ta sẽ đều được bình an và sẽ mau chóng thoát khỏi đại dịch này quý vị nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.
nhớ like, share và đăng ký kênh của Shin Eun Huy quý vị nha. Và đặc biệt là những ai có tâm hồn đam mê âm nhạc, hãy gửi cho Shin những ca khúc hay về Noel, để sắp tới đây Shin sẽ làm chương trình live show về Noel ở trên kênh Shin Music cả nhà nhé. Rất vui khi nhận được những bài hát của quý vị gửi cho. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!